Em nghe đang đi trên thành phố Pleiku, ngay bến xe Đức Long quý anh chị nhé. Mình giới thiệu đến với quý anh chị ngay một khu trung tâm mua bán đông đúc và đắc địa như thế này. Đây là khu vực bến xe Đức Long của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai quý anh chị. Em Nga mới giới thiệu đến với quý anh chị một cái căn nhà ở đây, hai mặt tiền đường. Một mặt tiền đường lớn như thế này với diện tích là 4m2 và chiều bên hông của nó là sâu 25m. Chiều sâu là sâu 28m quý anh chị. Lô đất nằm ngay khu mặt tiền mua bán, đông dân cư đông đúc như thế này, phù hợp với kinh doanh, phù hợp cho quý anh chị nào có cần mặt tiền kinh doanh với tài chính chỉ có 3 tỷ 200 triệu thôi. Phun thổ cư luôn quý anh chị nhé, gia chủ kẹt nợ, cần sang nhượng gấp với giá là 3 tỷ 200 triệu, 3 cm bị đỏ cho quý anh chị và quý anh chị vẫn có quyền được thương lượng nhẹ ạ. Và bây giờ thì em Nga mời quý anh chị đi vào trực tiếp với căn nhà quý anh chị nhé. Đất với hai mặt tiền đường, chiều ngang đây là 4m này, chiều sâu vào là 28m và phun thổ cư luôn quý anh chị. Một cái mặt tiền kinh doanh rất là tuyệt vời. Có hai mặt tiền đường ạ. Đây, ngay bến xe Đức Long quý anh chị nhé. Ngay bến xe Đức Long của thành phố Pleiku. Đây, đường ở bên hông đường này là rộng tới... đường này là rộng tới 8 mét luôn quý anh chị này, 8 mét luôn. Nhà xây kín hết rồi. Quý anh chị có thể làm một cái hai mặt tiền đường để buôn bán này, kinh doanh này, trưng bày này. Rất là tuyệt vời. Em Nga đi vào bên trong quý anh chị xem nhé. Đường rộng như thế này quý chị, đường rất là rộng, dân cư rất là đông. Căn nhà xây cũng tương đối là cao ráo này quý anh chị này. Đó, là một cái mặt tiền để trưng bày cũng rất là ok ha. Đây, cửa này là cửa sắt sử dụng vẫn rất là mới này. Đó. Ở chỗ này là có nhà cửa ở luôn quý anh chị. Đấy, làm cái một mặt tiền mua bán kinh doanh rất là tuyệt vời. Bên đây là bếp này, dưới bếp này, phòng ngủ là phía sau đây. Đó, có hai cái phòng ngủ này, phòng vệ sinh, công trình vệ sinh thoáng mát. Đó, xây đây bên hông là đường luồng này, đường bên đây là gọi là mình có thể làm thành đường luồng. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà xin liên hệ đến kênh nhà đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị trong video lần mới nhé.